ba đồng đảng đồng ngồi. Trong Thi Thiên 119, con 105 có chép: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa ngọn như mật đàn ông, là linh lương để nuôi dưỡng thuộc linh chúng ta lớn lên trong đường lối của Ngài. Giờ đây, chúng ta được nghe lời Chúa và sự giảng luật của tôi giáo Chúa là một sư Nguyễn Quốc Dũng. Xin kính mời một sư. Trân trọng kính chào toàn thể con cái của Chúa. Chúng ta sẽ cùng với nhau để suy gẫm đề tài của tuần lễ này, đó là sự công an xây dựng nhà cửa. Bởi vì cái đời sống thuộc linh, đời sống trưởng thành thì bao giờ cũng được sự khôn ngoan của Chúa ban cho. Và sự khôn ngoan ở trong Chúa, khi chúng ta xây dựng nhà cửa thì không phải là nhờ tiền bạc, nhưng bạn là bởi ơn của Chúa soi sáng và ban cho chúng ta gặt hái được nhiều kết quả thật là lớn lao ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan xây dựng nhà cửa ở tại nơi đây, nó không có hàm ý chỉ có xây được căn nhà để ở theo quan niệm của người đời, cũng không phải là xây dựng được căn nhà để rồi chúng ta đem lấy giấy tờ nhà đem cầm ngân hàng, phải không, để xây ra để đi làm ăn những kiểu khác. Đây là cái phương pháp rất là thông thường của người Việt Nam ngày hôm nay, tức là xây dựng một căn nhà xong rồi thì không phải là để ở, nhưng mà để có giấy tờ nhà hợp pháp rồi thì sau đó xây sở để mà có tiền ở ngân hàng để đi làm ăn, và rồi làm ăn một thời gian thì không còn tiền trả nợ thì mất nhà. Đó là một cái quy luật mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nó không có khôn ngoan chút nào hết, mà trái lại nó chính là một cái hậu quả của cái đời sống ngoài Chúa, không có được sự hướng dẫn của lời Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì có ở trong Chúa chúng ta sẽ có được sự khôn ngoan, đó là chúng ta xây dựng nhà cửa với những ý nghĩa mà chúng ta sẽ cùng với nhau học trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự khôn ngoan để xây dựng được nhà cửa, đó là trước hết chúng ta sẽ có cái sự khôn ngoan để chúng ta hiểu rằng nhà của chúng ta là một nhà mà chúng ta sẽ được ở vĩnh viễn. Chúng ta sẽ được ở căn nhà mà không phải chỉ có một vài ba tháng, hoặc là chúng ta sẽ ở nó mà chúng ta lại phải bán đi. Chúng ta cũng không phải là ở trong một căn nhà mà chúng ta giống như ngày hôm nay là một nhà tạm, chứ không phải là một cái nhà vĩnh viễn. Mà trong Gia Cơ đã từng nói rằng chúng ta chỉ là những người khách lữ hành, chúng ta chỉ là những người ở trong những căn nhà mà tạm bợ, thấy đó có đó, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ không có còn có được ở trong cái tương lai mà có thể lâu dài được. Vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu được rằng một người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, có nghĩa là một cái đời sống chúng ta được Chúa ban cho một cái sự ngay thẳng kính sợ Giê-hô-va. Bởi vì tiếp theo của câu Châm ngôn đoạn 14 câu 1 này đó là câu số 2, là ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Giê-hô-va. Sự khôn ngoan để xây dựng nhà cửa có nghĩa là chúng ta xây dựng cho một cái đời sống kính sợ Chúa, và đời sống đó nó sẽ đi đến cái chỗ lâu dài. Chúng ta hãy xem trong Châm ngôn đoạn thứ 31. Châm ngôn đoạn thứ 31 chúng ta xem thấy rằng trong câu số 12 thì nói rằng trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Trọn đời,
Đây là cái lời mà Chúa cho chúng ta biết rằng khi chúng ta có quyết định mà thật sự khôn ngoan để chúng ta xây dựng một cái căn nhà, thì chúng ta hãy nhớ đến một điều, đó là ở trong Chúa chúng ta xây dựng một căn nhà trọn đời của mình. Chúng ta không phải tin Chúa ngày hôm nay để rồi vài ba tháng sau, năm nữa chúng ta làm ăn thất bại rồi thì chúng ta bỏ Chúa. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta ở trong nhà của Chúa, mà chúng ta sẽ biết rằng chúng ta xây dựng một căn nhà thuộc linh, một căn nhà mà chúng ta sẽ ở đời đời, thì trọn đời của chúng ta là chuyện nhỏ. Thành ra chúng ta thấy David có nói trong Thi Thiên thứ 23 là trọn đời tôi sẽ ở trong nhà của Giê-hô-va. Tôi sẽ ở trong nhà của Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đời sống của những người theo Chúa thì khi chúng ta hướng đến một cái điều gì thì chúng ta nên suy nghĩ đến cái điều đó là chúng ta đang chuẩn bị cho mình một tương lai ngắn hạn hay là một tương lai lâu dài. Nếu chúng ta chỉ lo việc xây dựng nhà cửa theo ý nghĩa của vật chất đời này thôi thì nó dễ lắm. Chúng ta có thể tích lũy tiền bạc trong khi đi làm việc. Chúng ta có thể tiết kiệm, chúng ta có thể để dành, chúng ta có thể làm ăn mọi đủ mọi thứ chừng vài ba năm, năm mười năm cũng được. Chúng ta vẫn có thể mua được, sắm được cái căn nhà. Nhưng mà để cho chúng ta có được căn nhà đời đời thì Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta đó là để cho sự hướng dẫn của Chúa trong một cái đường lối kính sợ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hiểu biết rằng Chúa sẽ bao bọc, gìn giữ và chúc phước trên gia đình của chúng ta, trên nhà cửa chúng ta qua đường lối kính sợ Chúa. Chúng ta thấy rằng trong cái sự kính sợ Chúa đó thì chúng ta có được một căn nhà mà chúng ta để ở, chứ không phải là để kiêu ngạo, không phải để khoe khoang. Trong câu số 3 thì nói rằng trong miệng kẻ ngu dại có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo đó, xong môi người khôn ngoan giữ lấy người. Chúng ta được ở trong sự khôn ngoan của Chúa để xây dựng nhà cửa là chúng ta nhắm một cái mục đích là an cư lạc nghiệp. Chúng ta có được căn nhà để chúng ta có được công việc làm và đời sống của chúng ta không có bị mất đi cái ổn định ở trong cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên những con cái của Chúa, chúng ta thấy rằng khi chúng ta ở trong một căn nhà mà được Chúa ban phước, được Chúa giúp đỡ, thì chúng ta sẽ không có những cái tính toán theo cách của đời để rồi chúng ta nay đổi, mai lại thay. Hôm nay chúng ta lại nghĩ rằng mình mua được một cái nơi để ở hay là xây được căn nhà để ở, nhưng mà lại nghĩ rằng ngày mai mình cần phải có một căn nhà nó lớn hơn, có điều kiện rộng rãi hơn, có những phương tiện hơn, và rồi phải đua chen, phải hơn thua với nhiều người ở trong thế gian này. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng con cái của Chúa thì không có cái tinh thần của những người kiêu ngạo của đời khi nhìn về cái nơi chốn mà mình đang sinh sống. Không còn có cái sự tự hào hoặc là khoe khoang giống như là những người thế gian. Đi đến đâu và làm mọi việc thì chỉ nghĩ rằng cái công việc của mình đó là do nơi tay của mình làm ra, do nơi công sức và do nơi những cái sự khôn ngoan của chính mình. Và bởi cái điều đó mà người ta cứ làm nhiều những cái công việc mà không có thật sự là có sự tốt đẹp ở phía bên trong. Người ta không để cho Chúa hướng dẫn ở trong cái đời sống tín kính, trong không có một cái sự đạo đức ở trong cái lời nói, trong cái suy nghĩ. Bởi vì người ta thích kiêu ngạo, người ta thích khoe khoang.
Và những điều đó cho chúng ta thấy rằng đời sống của nhiều người không còn có tính chất ổn định. Khi những cái đời sống mà chúng ta thường nhìn xem, thấy những cái sự khoe khoang, những sự kiêu ngạo trên môi miệng, thì như lời trong châm ngôn cũng đã tuyên báo trước cho nhân loại, cho tất cả mọi người về cái sự kiêu ngạo rồi. Đó là sự kiêu ngạo đi trước và sự bại hoại theo sau. Chúng ta thường thấy điều đó, nó là một cái quy luật tất yếu, nó là một cái điều kiện không thể mà thay dời gì được cả, thay đổi gì được cả. Nếu một cái đời sống kiêu ngạo thì đời sống đó sẽ đi đến bại hoại. Cho dù kiêu ngạo về bất cứ một cái điều gì, về thuộc linh hay là về nhà cửa. Rồi chúng ta cũng lại thấy là một cái đời sống mà khi chúng ta thấy Chúa ban cho sự khôn ngoan để chúng ta xây dựng nhà cửa, thì Chúa muốn cho chúng ta phải làm việc, chứ không phải là để cho những con cái của Chúa chúng ta ăn ở không, hay là chúng ta sẽ hưởng thụ những cái điều từ trên trời rớt xuống, mà theo nghĩa của người thế gian đó, là không cần làm cũng có ăn và không có chịu khó nhọc, nhưng mà lại muốn được xài sang. Đó là điều mà những người ở bên ngoài đời hay là những người còn trẻ tuổi không hiểu được về lời của Chúa Trời. Còn ở tới đây thì chúng ta thấy rằng tại sao mà châm ngôn đoạn 14 câu số 4 thì nói rằng đâu không có bò đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều qua lợi thì do nơi sức bò đực mà ra, thì có nghĩa là gì? Đó là ý là đó là điều mà khi chúng ta học lời của Chúa chúng ta mới hiểu. Khi đời sống của chúng ta có làm việc thì nó mới sinh ra qua lợi. Khi chúng ta biết chăm lo cho bầy súc vật của chúng ta có, thì nó mới đẻ ra những cái lứa tiếp tục theo. Còn nếu mà con người ở ngoài đời ăn ở không, thì lấy bò đó ra mà làm thịt, lấy bò đó để bán, thì coi như vài năm sau là trống không thôi, không có cái máng nào cả. Thành ra đâu không có bò thì đó, chỉ có máng trống không mà thôi. Nếu chúng ta không có sinh ra những cái lợi lộc, cái đời sống mà ở trong sự khôn ngoan trưởng thành thuộc linh, chúng ta sẽ thấy rằng mình khao khát ao ước được làm Chúa làm cho mình mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày tấn tới. Mà khi mà một cái đời sống mà có một cái tinh thần tiến bộ, có tinh thần mà biết siêng năng, thì không có cái sự thiếu thốn, không có cái sự khó nhọc nào mà chúng ta không có vượt qua được cả. Đây là những cái điều mà bất cứ ai ở trong đời sống khi chúng ta theo Chúa, mà chúng ta biết đầu tư cho những việc làm của mình ở trong Chúa, một cái đời sống thuộc linh tốt, thì đời sống thuộc thể của chúng ta Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta cũng được lớn lên, và mỗi ngày chúng ta cũng sẽ được dư dật và được phát triển là như vậy. Chúng ta hãy xem tiếp tục ở trong châm ngôn đoạn thứ 31 thì chúng ta sẽ thấy rằng trong câu thứ châm ngôn đoạn 31 thì câu số 14 cho đến câu số 16 lời chú nhắc như thế này: nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về, nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Chúng ta thấy rằng đây là một cái tinh thần mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng luôn luôn lúc nào làm trong đường lối của Chúa thì cũng sẽ sinh ra hoa lợi và cũng phát triển. Tại sao Kinh Thánh lại dùng chữ nàng? Tại sao Kinh Thánh lại chỉ dùng những người nữ mà lại không dùng những người nam? Chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta học về lời của Chúa đó, thì Kinh Thánh luôn có những hàm ý, có những ý nghĩa rất là rõ rệt. Đó là hội thánh chính là những người nữ, và Chúa Giêsu chính là đấng mà chạc rễ là người nam. Cho nên khi nói đến nàng hay là nói đến những người nữ xây cất nhà mình, tức là Chúa muốn nói
chung một cái hội thánh, tất cả chúng ta là những con cái của Chúa ở trên đất này, là những người mà khi đời sống cuộc linh được trưởng thành thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái việc làm để sinh sôi lợi lộc, những cái điều chân chính tốt đẹp là những điều mà Chúa luôn ban cho chúng ta được phát triển. Những ai ở trong Chúa chúng ta cũng đều biết rõ một cái đời sống thuộc linh càng phát triển thì cái đời sống thuộc thể nó cũng ổn định lâu dài. Đây là cái quy luật thật ràng rõ rệt. Không phải là một cái đời sống thuộc linh phát triển rồi thì đời sống thuộc thể sẽ giàu có. Tôi không nói như vậy. Nhưng mà lời của Chúa cho biết rằng một cái đời sống thuộc linh phát triển tấn tới thì một cái đời sống thuộc thể ổn định lâu dài, không có những cái điều gì để cho chúng ta phải lo lắng, bởi vì Chúa luôn luôn dùng những cái cách sống, cách tìm kiếm lời của Chúa, sự khôn ngoan ở trong lời Kinh Thánh và cộng với sự khôn ngoan mà Chúa ban cho ở trong cái tinh thần của những người biết vâng lời của Chúa dạy, thì điều đó nó sẽ đem đến cho chúng ta một tương lai ổn định. Chúng ta không cần phải suy nghĩ đến chuyện giàu có, bởi vì đó là cái việc mà nó cũng là một cái bẫy cho rất là nhiều người ở trong thế gian này khi đeo đuổi theo nó. Mà trong Kinh Thánh thứ nhất đoạn 6 câu thứ 10 thì lời của Chúa có cảnh tỉnh cho các con cái của Chúa biết rằng vì cớ có những người mà đeo đuổi theo sự giàu có mà sanh ra bội đạo. Đây là cái điều rất là nguy hiểm cho đời sống của những người khi không hiểu được rằng sự khôn ngoan của Chúa ban cho chính là phải hiểu biết được chính cái đường lối của mình đang đi có kính sợ Chúa hay không. Đường lối của mình có thật sự là đang học lời của Chúa để áp dụng lời của Chúa hay không. Và chúng ta có hiểu được rằng chúng ta đang ở trong Chúa, chúng ta được khôn ngoan, chúng ta có suy nghĩ đến một cái tương lai mà cuộc sống của chúng ta không có cái sự bấp bênh nào hết, và cuộc sống đó chính là bởi nơi sự kính sợ Chúa Trời, thì đó chính là chúng ta hiểu được đầu tiên của một người ở trong Chúa xây dựng nhà cửa mà không dùng tiền bạc, không sử dụng tiền bạc để xây dựng nhà cửa mà sử dụng khôn ngoan, thì đời sống của chúng ta sẽ hiểu được giá trị của cuộc đời của mình nó ổn định lâu dài. Cái điều thứ hai mà chúng ta biết rằng ở trong sự khôn ngoan để xây dựng nhà cửa mà Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta tại đây đó là chúng ta sẽ được Chúa ban cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc. Cái nhà cửa đối với cái quan điểm của xã hội ngày hôm nay nó biến dạng rất là lớn. Cái quan điểm của cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, nhà cửa nó không có còn là cái như là cái điều mà ngày xưa người ta thường hay nghĩ đến. Nhà cửa đối với văn hóa phương Đông và phong tục của những người phương Đông lâu đời về trước nay mà ngày hôm nay vẫn còn có một số người vẫn còn nhớ đó, đó là một cái gia đình hạnh phúc, gia đình mà trong đó có tình yêu thương, có sự hiệp một, chồng vợ con cái tất cả đều đi trong cái đường lối đạo đức, không có ai làm cái điều gì phi pháp, không ai làm cái điều gì sai phạm, và cũng không ai làm cho cái gia đình của mình bị tan nát cả. Đó chính là điều mà chúng ta biết rằng sự khôn ngoan xây dựng nhà cửa. Cái gia đình mà chúng ta sống mà mỗi ngày chúng ta đi ra đi vào là cái gia đình là phải nói rằng gần gũi hơn hết thảy, hơn tất cả mọi cái công việc khác, công việc ở trong công sở, công việc ở của những cái điều gì khác ở trong xã hội không bao giờ có thể so sánh được với cái nhà cửa mà chúng ta đang sinh sống. Và cái nhà cửa đó là nơi mà Chúa ban cho những cơ đốc nhân phải thể hiện được cái nếp sống của những người yêu thương, của những người hiệp một, của những người mà có một cái sự bình an vui vẻ ở trong cái đời sống. Thành ra chúng ta thấy rằng với châm ngôn, với những cái lời khuyên mà chúng ta sẽ học hỏi tiếp theo ở trong đoạn thứ 14 đó, đó là chúng ta thấy rằng
Những người trung thành thì không hề nói dối. Trong câu số 5, chúng ta trở lại tiếp tục sách Châm Ngôn đoạn thứ 14 thì chúng ta thấy rằng người chứng trung thành không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá. Những gia đình, những đời sống khi đã hiểu được lời của Chúa rồi thì sống một cách nếp sống trung thành với Chúa và đối với nhau cũng vậy. Đây là chính là điều mà trong gia đình tại sao mà có sự yêu thương, có sự hiệp một. Nếu như trong gia đình mà chúng ta, cái cuộc sống đó chúng ta không đặt Chúa lên trên hết, chúng ta không có cái sự kính sợ Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng cái lời nói dối ngày hôm nay gần như là phổ biến. Tôi bảo đảm rằng 100% của những gia đình ngoại đạo, kể cả những gia đình mà yếu yếu ở trong Chúa này nữa, nghĩa là không có cái sự kính sợ Chúa, là toàn nói dối hết. Vợ nói với chồng, chồng nói dối vợ, cha nói với con nói với cha, nói dối cha, cha mẹ nói dối với nhau lẫn nhau. Và mức độ ngày hôm nay không phải là 100% mà nó càng ngày càng lớn sâu hơn, đến mức độ là người ta có thể hãm hại lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, chứ không có còn là một cái điều để mà người ta có thể bình yên để mà sống một cái đời sống hạnh phúc cả. Nhưng mà con cái của Chúa Trời thì lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta có một sự trung thành, có một sự kính sợ Chúa Trời, chúng ta mới tránh khỏi được những cái điều này. Chúng ta mới không có những cái lời nói dối, chúng ta mới không có những cái lời mà làm chứng gian, và chúng ta cũng không có buông lời những lời nhạo báng nữa. Đây là những cái điều mà nó rất là gần gũi với cái cuộc sống, và không phải đây là những cái điều mà lời Kinh Thánh là nói về những cái điều mơ hồ đâu, mà Chúa nói là đi sai đường lối của Chúa Trời thì sẽ như vậy mà thôi. Nếu như trong lòng đời sống của chúng ta ngày hôm nay chúng ta xa cách Chúa mỗi ngày, một gia đình mà không có cái sự hiệp một với nhau để có thể ngồi lại cầu nguyện với nhau, không có thể ngồi lại với nhau để đọc Kinh Thánh chung với nhau, mà theo cách mà của thế gian ngày hôm nay là của chính bản thân của nhiều người tự lừa dối đó, là thôi công việc ai cũng bận rộn hết, mỗi người tự lo cầu nguyện lấy, mỗi người tự lo cái đời sống thuộc linh lấy, và cứ đọc Kinh Thánh riêng, cứ cầu nguyện riêng đi, không có cái gì vướng bận cả, nó dễ dàng hơn. Chúng ta hãy cẩn thận, bởi vì khi chúng ta sống riêng lẻ nó cũng chẳng khác nào giống như là những gia đình ở nước ngoài ngày hôm nay vậy thôi. Mỗi người có căn phòng riêng, cha mẹ có căn phòng riêng, con cái có căn phòng riêng, rồi mỗi người cứ đi làm, cứ về, cứ mạnh ai nấy sống. Và rồi có những vấn đề mà chúng ta biết rằng ma quỷ đã cám dỗ cái đời sống riêng tư của những người thân chúng ta không biết, không hay. Chúng ta không có được những cái sự gần gũi, mối quan tâm với nhau, thì nếu khi cần có cái sự trung thành, cần có cái sự thành thật để chúng ta có thể hỏi thăm để biết được rõ ràng, thì nó không còn là những cái lời nói thành thật nữa, mà nó sẽ là những cái lời nói mà chúng ta sẽ thấy rằng nó không có còn có ý nghĩa của một cơ đốc nhân, và đi đến cái chỗ bại hoại, đi đến cái chỗ thất bại mà chúng ta không có hay được đối với người thân của mình. Vì vậy cho nên lời của Chúa khuyên rằng ở trong gia đình, ở trong đời sống tinh kính, đó là cái sự trung thành và thành thật. Đây là cái nếp sống gọi là thật sự là cái phong cách của con cái của Chúa. Và từ nơi chính gia đình mà chúng ta có cái nếp sống thật sự kính sợ Chúa và có sự trung thành đối với Chúa Trời, đối với nhau, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tình yêu thương nó rất là dễ nảy sinh, và sự tha thứ hoặc là tất cả những cái sự vui vẻ ở trong gia đình nó sẽ là một cái sự thành thật mà chúng ta có thể tìm được từ trong lời của Chúa dạy. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tin nơi Chúa là Chúa giúp cho chúng ta những điều này. Chúa giúp cho chúng ta ngay trong cuộc sống hiện tại để chúng ta có thể lớn lên ở trong đức tin, và chúng ta nên giữ cái điều này ở trong gia đình của mình, trong cái sự nhóm họp cầu nguyện thờ phượng Chúa chung với nhau, dầu nó rất ngắn ngủi, dầu nó khó khăn, nhưng nếu như chúng ta cùng với nhau mà giúp đỡ, nâng đỡ với nhau để chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể xây dựng một cái bàn thờ ở trong nhà,
đó là gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, chị em, chúng ta có thể ngồi lại với nhau mà cầu nguyện mỗi ngày, mỗi đêm, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống của chúng ta đang xây cái nhà cửa của chúng ta rất là vững chắc. Chúng ta xây dựng cái nhà mà trong đó ma quỷ không có xâm phạm vào được, và chính Chúa hiện diện nơi mà chúng ta đã nói là chỉ có đôi ba người giống nhau lại thôi, thì chính ở tại đây đó có Chúa hiện diện, có Chúa nhậm lời. Và rồi thì cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta xây dựng nhà cửa, một cái người khôn ngoan xây dựng nhà cửa, đó là chúng ta sẽ giữ cho nhà cửa của mình bằng những cái vật liệu quý giá chắc chắn. Khi chúng ta học về lời của Chúa thì Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng người khôn ngoan xây các nhà ở đâu? Xây các nhà trên vần đá. Người khôn ngoan xây các nhà mình trên vần đá, còn người dại dột thì các nhà trên nền cát. Vì cớ nền cát không có nền móng gì cả, không chắc chắn gì cả. Mà Chúa Giêsu còn cảnh tỉnh trước, Ngài có thông báo trước cho tất cả mọi người khi xây dựng nhà cửa là nếu ai xây dựng ở trên nền đá thì dầu cho có mưa xa, nước chảy, gió lai xô động cũng không hề đụng chạm, không hề làm cho cái nhà đó bị sập. Nhưng mà trái lại, mà nhà mà xây dựng ở trên nền cát thì dầu cho không chưa đến cái cơn bão lớn, nhưng mà gió bão hay là những cơn lốc xoáy cũng có thể làm cho cái căn nhà đó bị tốc mái và suy sụp. Thành ra chúng ta thấy là tại sao mà có những gia đình mà chúng ta thấy là có những trong đó có những cái cơn khó khăn, có nhiều điều mà thử thách rất là nặng, nhưng mà họ vẫn bình an, họ vẫn vượt qua được, họ vẫn xây dựng cái nhà của mình trong tương lai, đời sống rất là tốt đẹp, và Chúa là chúc phước cho cái nhà đó mỗi ngày được lên. Còn trái lại có những gia đình thấy thì nó phất lên rất là hùng vĩ, thấy nó rất là sang trọng, và có nhiều người thấy nó sao nó dễ dàng quá, nhưng mà đến khi gặp cái sự thử thách đến rồi thì nó không còn gì cả, gia đình ly tán hết, tất cả đều tiêu tan, tất cả sự nghiệp không còn gì hết, và rất là đau khổ. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng đây là điều mà Chúa lại nhắc nhở cho chúng ta trong cái việc xây dựng nhà cửa, đó là chúng ta phải xây dựng ở trên nền tảng là Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta phải xây dựng trên nền tảng là chính Chúa? Tại sao chúng ta xây dựng trên nền tảng là Kinh Thánh mà chúng ta không xây dựng trên nền tảng là tiền bạc? Mà trong khi người đời thì có vàng thì người ta có thể xây dựng được một căn nhà, người ta có thể có 100 cây hoặc là 200 cây là người ta có xây một cái căn nhà rất là tốt, rất là đẹp. Người ta có vàng, có tiền cả vài chục tỷ trong tay thì người ta sẽ xây một cái căn nhà mà có thể nói rằng rất là kiên cố và rất là đẹp. Trước đây thì trong hội thánh có chị Minh Thu ở bên quận 8 thì chị tin Chúa, thì tôi hướng dẫn cho chị đến để cầu nguyện tin Chúa. Và một thời gian thì chị đi nhóm trong cái lúc khó khăn. Thì trong năm vừa rồi, năm trước thì chị có mời tôi đến thăm cái nhà của chị. Thì cái nhà giống như cái nhà ở bên Mỹ mà tôi hồi đi bên Mỹ tôi thấy á. Thì căn nhà của con của chị đang làm, và chị còn mua thêm một cái căn nhà khác cũng tương tự như vậy để mà phá ra làm cái kho để đựng đồ nữa. Và tôi thấy rất là ngạc nhiên, ở tại Việt Nam mà bây giờ thì có nhiều căn nhà đẹp lắm, nhiều căn nhà và phải rất là to và đẹp như là ở nhà bên Mỹ á. Bởi vì tôi đã đi nhiều nơi, nhiều chỗ rồi thì bây giờ nói cái kiểu nhà như thế nào và cái bố trí nhà như thế nào thì bây giờ thì có thể nhìn thấy được những căn nhà như vậy, vài chục tỷ thôi chứ không có nhiều đâu, chỉ có vài chục tỷ thôi, nhưng mà rất là đẹp đẽ và không thua gì ở bên Mỹ cả. Nhưng mà thật ra thì cái điều đó nó có quan trọng lắm không? Thật sự là nếu cái đời sống mà chúng ta không có cái nền tảng ở trong cái tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta có căn nhà lớn, căn nhà đẹp thì nó cũng không phải là một cái điều để cho
chúng ta có thể nghĩ đến một cái tương lai lâu dài được. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng ngày hôm nay lời của Chúa nói đã ứng nghiệm. Chúng ta đang nhìn chung cả một cái thế giới, chúng ta mới thấy rất là rùng mình. Nghĩa là những cái đe dọa của chiến tranh là đang xảy ra gần như khắp nơi. Những chiến tranh về hạt nhân, những chiến tranh nguyên tử và tất cả những điều gì đó gần như là chỉ trong phút chốc thì lửa nó sẽ tiêu hủy rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Rồi thiên thạch mà người ta ngày xưa thì không có để ý gì đến đó, thì bây giờ cứ tháng nào cũng có thiên thạch bay sượt qua trái đất hết. Chúng ta ngồi đây thì không biết, nhưng mà đến khi báo thì báo tin là có một thiên thạch bay qua rồi thì chúng ta mới hay. Mà gần như là tháng nào cũng có hết. Sắp tới thì cũng liên tục luôn, nó giống như là chúng ta đang sống ở trên cái vũ trụ mà cái không gian nó đang bắn cái quả tiễn và đại bác vô trong cái trái đất này vậy. Và nếu có một cái thiên thạch nào mà nó va chạm, nó đi sai đường, nó đụng vào thì giống như là trong Daniel có nói đó, tức là cái pho tượng mà thật là lớn, đầy đủ hết, đầu bằng vàng, ngực bằng bạc, bụng bằng đồng, chân bằng sắt. Nhưng mà rốt cuộc đó thì khi mà cái hòn đá không phải bởi tay người ta làm ra, tức là khi ngày hôm nay gọi là cái thạch đó, không, hòn đá nó lớn, nó đập vào chỉ nơi cái chân thôi, thì nguyên cái pho tượng đó nó sụp hết và nó trở thành tro bụi bay ra ngoài vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta đang xây dựng cái căn nhà nào? Chúng ta đang xây dựng một căn nhà mà chúng ta nghĩ rằng nó rất là đẹp, hay là nó rất là kiên cố, hay là nó mất tiền lắm, hay là chúng ta đang chuẩn bị cho một cái tương lai mà chúng ta sẽ được Chúa tiếp rước để chúng ta ở trong nhà đời đời. Đây là một thách thức rất là lớn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì biết bao nhiêu những cám dỗ, biết bao nhiêu những cái điều ở ngoài thế gian sẽ là cái cơ hội để khiến cho nhiều con cái của Chúa không còn xây cái nhà của thiên đàng, không xây dựng căn nhà mà mình sẽ ở đời đời, mà sẽ rơi vào trong cảnh là chúng ta chỉ xây một cái căn nhà mà chúng ta lửa nó sẽ thiêu rụi hết và thế gian này nó sẽ vang rộng mà qua đi, không còn lại gì nữa. Và khi đó thì chúng ta sẽ không có nơi chốn để ở, không có nơi để mà chúng ta đi. Còn trái lại, nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta tin rằng Chúa sẽ trở lại, chúng ta đang xây một căn nhà đời đời, thì chúng ta vẫn giữ theo mạng lệnh của Chúa. Chúng ta làm những điều Chúa đẹp lòng và tránh xa khỏi những cái đường lối theo cách của người thế gian. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng mình rất là bình an, mình sẽ rất là vững vàng cho ngày tương lai sắp đến mà chúng ta sẽ được ở với Chúa mãi mãi và phước hạnh đời đời. Cho nên đó là những cái lý do mà tại sao chúng ta thấy hãy ấy ngày hầu gần như nào thì chúng ta càng phải giữ vững đức tin của mình, đừng bị lay động, đừng bị cám dỗ, để chúng ta có một cái suy nghĩ nào khác hơn, đó là chúng ta đang xây căn nhà có một cái gia đình thật là tốt, chúng ta đang xây dựng một cái tình yêu thương, xây dựng những người ở trong nhà chúng ta bằng cái tinh thần vui vẻ, bằng tinh thần gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ về đời sống thuộc linh, để không có ai xa ngã, không một ai đi xa rời khỏi đường lối của Chúa, mà tất cả đều yêu mến và kính sợ Chúa, để chúng ta sẽ có được một cái nhà phước hạnh mà từ nơi Chúa ban cho bởi sự khôn ngoan, chứ không phải là căn nhà xây dựng bởi thiên tài. Quyền xin Chúa ở cùng và giúp đỡ rất nhiều cho chúng ta luôn trong tuổi em ơi. Bây giờ xin mời chúng ta làm đứng lên để chúng ta có thể cùng nghe. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa này giúp đỡ và gìn giữ cho chúng con khỏi những cám dỗ, khỏi những sai lầm của thế gian ngày hôm nay đang cuốn hút tất cả mọi người ở trong cuộc đời này vào trong những đường lối tội lỗi, đưa đẩy nhiều con người vào những sự ham mê tiền bạc và ham mê vật chất của cải đời này, để trở nên những người sống rất là đầy những sự gian dối, lừa đảo, ganh ghét
và hận thù giết chóc lẫn nhau. Xin Ngài che phủ hội thánh của Ngài, gìn giữ chúng con bằng lời của Chúa trên một sự khôn ngoan của Chúa thật sự, để chúng con có một gia đình, có một nhà cửa mà trong đó chúng con làm theo lời dạy dỗ của Chúa. Chúng con khuyên dụng nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự chân thật ở trong gia đình và gây dựng giúp đỡ, để chúng con có thể làm những điều mà Chúa dạy dỗ cách thật sự hết lòng và trông đợi ngày của Chúa mau trở lại. Xin Chúa ở cùng với chúng con, ở cùng với hội thánh của Ngài. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh chúng ta đồng ngồi.